Ta bắt đầu rồi. Lớp mình thì sẽ có hai buổi để phụ đạo, thứ hai mình thứ sáu này. Đây hai buổi phụ đạo thì chúng ta sẽ thầy sẽ nhắc lại những cái cần thiết để phục vụ cho cái việc kiểm tra và thi. Thì cái buổi hôm thứ sáu chúng ta sẽ có cái bài kiểm tra để lấy điểm quá trình. Buổi thứ sáu là cũng K2 thì chúng ta sẽ kiểm tra 1 tiếng, thì sẽ bắt đầu lúc 10 rưỡi.
Còn từ lúc 9 rưỡi đến 10 rưỡi thì chúng ta vẫn học. Còn 10 rưỡi thì sẽ kiểm tra 60 phút và chúng ta có 10 phút để nộp bài. Hình thức kiểm tra thì cũng giống như thi, tức là trên hệ thống CMS. 10 rưỡi thì hệ thống nó sẽ mở đề và chúng ta làm bài và nộp bài lên hệ thống. Các lớp mềm thì cũng không lạ gì nên thi nữa, đã trải qua cái đợt vừa rồi là thi, chắc thì là thi 2 tháng vừa rồi là chắc là thi vài đợt rồi, đúng không, của kỳ trước, của block 1 kỳ này. Còn bây giờ Em thầy giữa kỳ thi đến chương nào hả thầy? giữa kỳ thì chỉ thi đến chương 3 à, lớp này là học vẫn học 7 tiết đúng không, không nhỉ? Vâng ạ. À. Trong 5 7 tiết thì phải thi theo đề của 5 7 tiết. Tại đâu để chúng ta sắp tới đấy. Nếu như bây giờ hầu hết các lớp thì nó chỉ học 30 39 tiết thôi. Chỉ có sót lại mấy cái lớp K số 3 trở về chỉ mới học kiểu cũ. Học nhiều tiết. Theo lịch thì 5 7 tiết mà chúng ta ôn tập cũng chỉ được 2 buổi thôi nhỉ. Đây. Nội dung thì nó có kiểm tra thì cũng sẽ có 2 câu, một câu thủy tính, một câu thủy động. Thi thì sẽ có 3 câu, 2 câu thủy tĩnh, 1 câu thủy động. Như vậy là cái phần thủy tĩnh sẽ chiếm lên trên một nửa đấy. Thủy tĩnh thì nó chỉ có 2 mục là áp suất thủy tĩnh và áp lực thủy tĩnh, được không? Còn thủy động thì nó là 3 phương trình cơ bản: phương trình liên tục, phương trình Bernoulli. Phương trình Bernoulli là phương trình năng lượng và phương trình động lượng. Sau đó đến mấy chương về sau là như chương 3 là về sức cản thủy lực, chương 4 là chạy trong đường ống dài, chương 5 là qua lỗ vòi. Thì cơ bản là cái chính là thi về phương trình Bernoulli là chính thôi. Rồi về áp suất này thì các bạn cần lưu ý nhất đến cái phương trình cơ bản của thủy tĩnh học như trong bài này, là cùng một môi trường chất lỏng này thì áp suất ở điểm bên dưới sẽ bằng áp suất ở điểm bên trên cộng gamma của chất lỏng nhân với lại trên cao của nó.
Về bài toán áp lực thủy tinh thì trước tiên là lên thành phẳng này. Về một bài toán, cái bài toán xác định áp lực thủy tinh lên thành phẳng thì chúng ta có mấy bước. Thứ nhất là đi vẽ hình. Vẽ hình thì chọn trục tọa độ, vẽ biểu đồ phân bố áp suất dư và vẽ áp lực dư. Áp lực dư tổng hợp thì sẽ có điểm đặt. Còn đi tính, tính thì nó có hai phương pháp là phương pháp giải tích và phương pháp đồ giải hay là phương pháp biểu đồ. Tuy nhiên phương pháp biểu đồ thì nó có cái giới hạn là chỉ dùng cho cái thành phẳng là hình chữ nhật.
Khi mà bài toán này là cửa van chịu tác dụng ở nước hai bên, thì khi có nước hai bên thì chúng ta sẽ phải tính lực với từng bên một, độ lớn, điểm đạt, rồi tổng hợp.
Thì tính lực hai lực này thì tính lực tổng hợp vì hai lực này cùng phương nhưng ngược, lực tổng hợp sẽ bằng lực lớn chia lực bé. Còn điểm đặt thì sử dụng phương pháp moment. Đó là moment của lực tổng hợp sẽ bằng tổng moment của lực thành phần với một trục quay. Đây ta gọi chọn cái trục quay B chẳng hạn. Thì moment tổng hợp này là bằng lực tổng hợp P dư này nhân cánh tay đòn đoạn BD đúng không? Quay cùng chiều kim đồng hồ sang bên phải thì moment nào cùng chiều quay với moment tổng hợp thì sẽ mang số dương. Moment nào ngược chiều quay với moment tổng hợp là mang số âm. Thì cái bên là sẽ là cùng chiều quay moment tổng hợp, còn moment của P2 dư là ngược chiều quay. Thế đấy là chúng ta có dấu. Còn đi tính từng cái điểm đặt thì như bình thường, rồi tính điểm đặt của lực tổng hợp. Bài toán hai loại chất lỏng cùng tác dụng này.
Thì đối với cái phần biểu đồ tác dụng nên EB nó là hình thang. Thì bài này chúng ta nên chia thành một cái tam giác và một cái chữ nhật để vi tính. Nếu như tính trực tiếp thì chúng ta phải xác định được cái mặt thoáng giả định của nước. Chứ mặt thoáng của cái phần nước bên dưới là không phải là tại điểm A, mà nó phải thấp hơn điểm A một chút. Còn tại A là mặt thoáng của dầu. Thế mình chia biểu đồ thành những cái biểu đồ hình tam giác, hình chữ nhật thì có cái lợi thế là khi chúng ta đi tính điểm đặt là gần như không phải tính. Thì, điểm đặt nó sẽ là tâm của cái biểu đồ. Thì tâm hình tam giác, cái tâm của hình chữ nhật là chúng ta biết ngay.
về cái bài toán mà cánh cửa van nó có trục quay như này, thì đối với bài toán này thì hầu hết là sẽ đi yêu cầu xác định cái điều kiện cân bằng của cánh cửa cống này, cửa van này. Như bài này là người ta yêu cầu xác định cái lực ép cần đặt vào tâm C. Để phương pháp thì chúng ta ở đây thầy hướng dẫn cho hai cách. Cách thứ nhất là cái với biểu đồ phân bố áp suất bình thang thì chúng ta sẽ tính trực tiếp một lực tại điểm đặt D, tính cân bằng moment luôn. Cách thứ hai là sẽ chia cái biểu đồ hình thang này thành cái tam giác và cái chữ nhật rồi viết cân bằng nó. Là có một số các khớp nó là khớp phức tạp thì em phải kể cái độ phức tạp của khớp vào, mình kể cái độ phức tạp của khớp vào. Ví dụ như ở chỗ này này, là khớp phức tạp ba hành để là khớp một khớp đấy, thì nó là khớp phức tạp đấy, chỗ này cũng vậy đấy, khớp phức tạp. Đây cái phần này này là chia vừa rồi đó. Như vậy nó sẽ thành hai lực này, hai vị trí.
bài về thành công. Nếu như thành phẳng ấy, thì cái chất lỏng tác dụng lên ở một bên thì nó chỉ có một lực vào một mặt thôi. Nhưng nếu thành công thì chúng ta phải đi tính các lực thành phần. Tức là sẽ phải tính lực theo phương X, phương Y, phương Z. Thông thường thì lực theo phương Y nó sẽ bằng 0. Mà không thì có bài toán về trụ tròn này thì do cái omega y nó bằng 0. Còn trong cái bài toán mà nửa hình cầu thì thường nó do cái chuyện đối xứng đó. Thì đối với bài này nè, xác định áp lực thủy tinh lên cửa van tư mặt trụ tròn, đường sinh vuông góc với mặt phẳng tờ giấy. Tiếp theo là tính moment của áp lực dư lên trục O1. Thì trong bài về thành công này thì cái bước đầu tiên cũng là hình vẽ này, chọn trục tọa độ này, vẽ biểu đồ phân bố áp suất và áp lực theo phương x, phương z. Theo phương x thì người ta đầu tiên phải vẽ được cái hình chiếu omega x. Nên mặt phẳng của omega nên mặt phẳng vuông góc trụ x này, vẽ cái thành phần lực P dư x này. Còn P dư z này chúng ta vẽ cái vật áp lực. Thì vật áp lực
thì nó có ba yếu tố để cấu thành, là bản thân của cái mặt cong, yếu tố thứ hai là mặt thoáng hoặc mặt thoáng kéo dài, yếu tố thứ ba là các mặt thẳng đứng bao quanh mặt cong ấy. Sau khi vẽ được PZ rồi thì chúng ta sẽ di chuyển PX, PZ về đặt tại tâm O của mặt trụ. Khi di chuyển hai thành phần đặt vào O thì tổ hợp được thành lực duy nhất là P dư, kéo dài phương của lực tác dụng thì cắt trụ tại điểm đặt.
Và tiếp theo là cái trụ tròn chắn nước ở hai bên.
Thì đây là nguyên tắc làm cái bài thì tích là như thế. Về phần thủy đậu thì chúng ta có phương trình liên tục, phương trình Mercury và phương trình đồng lượng. Đây là một số bài về phương trình liên tục, phương trình Mercury chưa xét đến trạng thái chảy này. Bài đầu tiên là phân bố lưu tốc.
Bài tiếp theo là về thiết bị đo lưu lượng thông Venturi. Thì thiết bị đo lưu lượng được lắp trên đường ống, cấu tạo như hình vẽ này, một ống có đường kính D1 thu hẹp về đường kính D2. Trên cái đoạn trước và sau chỗ tôi thu hẹp là lắp hai ống đo áp. Khi cho dòng chảy qua đây thì có chênh mực nước cho hai ống đo áp thì sẽ xác định được, tính được cái lưu lượng cần đo. Và các bài đặc điểm chung của các bài thiết bị đo là đều bỏ qua tổn thất nước. Và này là xe phải sử dụng phương trình Venturi vì mục tiêu là xác định lưu lượng, tức là phải xác định được vận tốc dòng chảy. Phương trình Venturi thì chúng ta sẽ phải chọn được hai mặt cắt và mặt chuẩn. Thì mặt cắt thì thông thường sẽ là ở những cái vị trí đặc biệt. Nếu bài toán mà có cái đường ống nối từ bể thì bạn cũng chọn mặt thoáng của bể. Còn bài về thiết bị đo thì thông thường nó là sẽ là ở những vị trí đầu đo. Đây là hai vị trí đầu đo này, cắt qua hai vị trí đó. Điểm thì ở đâu cũng được. Đây ta sẽ chọn cái điểm tâm ống. Cho nó nhỉ. Mặt chuẩn thì bao giờ nằm ngang. Mặt chuẩn có thể đặt ở trên, ở dưới cũng được. Tuy nhiên là người ta bao giờ chọn mặt chuẩn ở phía dưới vì lý do này, để cao độ cho nó dương.
Và tiếp theo là về cái ống đo lưu tốc, gọi là ống pitot, đo lưu tốc trên đường ống quá. Còn nếu mà ống pitot mà đo lưu tốc của dòng phun thì nghe khác một chút. Đây cũng có hai đầu đo này, đầu gắn đầu dòng chảy, một đầu gắn vị trí cần đo.
Đây bài về ông Pito đo lưu tốc dòng phun. Thank you.
Trong các bài về trình động lượng, nhưng lượng thì khi mà cần xác định lực tác dụng của dòng chảy lên thành rắn hoặc phản lực của thành rắn lên dòng chảy thì người ta sẽ sử dụng phương trình động lượng. Như bài này, một đoạn ống cong góc 45 độ, đường kính thu hẹp từ D1 về D2, yêu cầu xác định phản lực. Đối với phương trình động lượng thì chúng ta phải chọn được hai mặt cắt trở lên, hai mặt cắt phẳng trở lên để bao được cái đoạn dòng xảy ra biến đổi động lượng. Tức là trước và sau cái vị trí ống nó bị cong và đường kính thu hẹp đấy, là chúng ta chọn mặt cắt tại đó. Khi biết phương trình động lượng cho đoạn dòng giới hạn bởi hai mặt cắt này, ta sẽ có là vế trái là ngoại lực gồm hai áp lực thủy đậu nên hai mặt cắt 1, 2 này và phản lực R. Vế phải là rho q vectơ v2 trừ vectơ v1. Vì đây là phương trình hình chiếu, phương trình vectơ. Do vậy là chúng ta phải sử dụng cái phép chiếu chiếu trục x trục y như kia, là thông thường chọn cái trục x nằm ngang, trục y thẳng đứng như kia cho nó dễ. Bao giờ khi chọn trục kia thì một trục là sẽ theo chiều của cái đường ống, trục kia là vuông góc. Còn nếu mà theo chiều của ống V2 thì nó khó nhìn, chiếu cũng được thôi, không có sao cả.
Thì chiếu lên rồi thì chúng ta sẽ tìm được cái biểu thức của ERX và ERY. Trong hai cái biểu thức đó thì hai cái vận tốc V1 V2 chưa biết, và hai áp lực thủy động V1 dư V2 dư chưa biết, thì ta phải đi tính. Tính vận tốc thì sẽ tính được ngay vì có lưu lượng rồi. Còn áp lực thủy động thì nó sẽ bằng áp suất thủy động nhân với diện tích mặt cắt. P một dư bằng áp lực P một dư bằng áp suất P một dư nhân pi d một bình. P một nó cho rồi, tính được ngay. Còn P hai chưa biết thì sẽ dùng tìm bằng cách viết phương trình Bernoulli cho chính hai mặt cắt đó. Tính được áp lực thủy động xong rồi thì bây giờ sẽ tính được ERX, ERY. Sau khi tính được hai lực thành phần thì cũng phải tổng hợp. Tổng hợp thì sẽ tính tổng hợp này. Rồi thứ hai là tính góc của nó.
về phương trình đồng lượng chúng ta đi như vậy. Về phương trình Bernoulli có xét lên nhận thấy chảy này như bài này, đường ống dẫn nước từ A sang B, bé A sang bé B này, đường ống gồm hai đoạn, đường kính D1 D2, chiều dài L1 L2, chiều cao bình mô nhám delta, các hệ số tổn thất cục bộ, hệ số nhớt động nước, cho biết lưu lượng Q, yêu cầu xác định chênh mực nước H giữa hai bể, vẽ định tính đường ngang đường đó.
dùng phương trình Bernoulli cho mặt cắt chính là hai mặt thoáng hai vẻ này, mặt chuẩn thì chúng mặt cắt thấp hơn mặt cắt hai, mặt cắt một cao độ sẽ là h, áp suất tuyệt đối là khi quyển hoặc áp suất dư bằng không, vận tốc bằng không, thế phải cao độ bằng không, áp suất PA hoặc áp suất dư bằng không, vận tốc bằng không cộng với tổn thất. Tổn thất thì bằng tổng các tổn thất cục bộ và tổng các tổn thất dọc đường. Cục bộ tại cửa vào này nhân V1 này, đột mở thì nhân V2 này, cửa ra nhân V2, dọc đường của ống 1, dọc đường của ống 2. Lúc này nhóm lại của V1, V2 ta phải đi tính V1, V2, lambda 1, lambda 2. V thì có Q để tính được V ngay, lambda. Thì đây là bài toán xác định lambda khi đã biết V thì luôn thuộc dạng bài toán thuận. Bài thuận thì đầu tiên tính số Reynolds này, sau đó đi so sánh. Đây là số Reynolds nhân delta 9D hoặc lấy 500 nhân với D trên delta thì sẽ biết được cái khu vực chảy của nó thành nhám hay quá độ. Nhớ được các bài về đường ống thì nó chỉ rơi vào thành nhám hoặc quá độ thôi nhé, không có chảy tầng hay thành trơn đâu.
solo video. Chưa. Vẽ đường nam đường đó áp. Nhắc lại là vẽ thì đầu tiên là xác định được cái cột nước trước khi vào và sau khi ra khỏi ống thì nó đều là nó sẽ xuất phát ở mặt thoáng và kết thúc ở mặt thoáng của bề B, xuất phát mặt thoáng bề A, kết thúc mặt thoáng bề B. Còn đi vẽ thì vẽ tổn thất. Tổn thất thì sẽ có tổn thất cục bộ, tổn thất sụp đường. Tổn thất cục bộ thì đường năng sẽ có bước nhảy thẳng đứng. Còn tổn thất dọc đường thì nó sẽ đi chéo xuống như kia. Bài này thì nước qua cái đường ống này gọi là siphon. Siphon thì về mặt thủy lực thì nó không tự chảy. Còn bài này thì về mặt giải toán thì nó là cho chênh mực nước, yêu cầu xác định lưu lượng. Đang dùng phương trình vẽ nguy cho mặt thoáng ngoài bể này thì ra được biểu thức tính V. Vì người ta yêu cầu tính Q thì đương nhiên phải tính V rồi.
Trong cái công thức tính V này thì cũng chưa biết lambda. Phải tính lambda. Rồi tính lambda khi chưa biết V thì được gọi là bài toán ngược. Bài toán ngược thì dùng cách gì? Đầu tiên là bài toán ngược thì bao giờ cũng phải giả thiết rồi. Hay là làm thử dần, gọi là thế. Thì ở đây sẽ giả thiết dòng chảy thuộc khu vực thành nhám thủy lực. Tại sao lại thuộc giả thiết thành nhám? Vì lý do là khu vực thành nhám thì lambda nó sẽ không phụ thuộc vào V, tức là lambda không phụ thuộc vào số Reynolds đấy. Chúng ta sẽ tính ngay được lambda, từ đó tính được ra V. Thì sau khi tính được V rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra giả thiết bằng cách là xét lấy trạng thái chảy của nó, tính số Reynolds nhám tương ứng V nhám này, rồi đi so sánh. Về mặt lý thuyết thì nó có thể xảy ra 4 trường hợp, nhưng như thầy nói là thực tế là nó chỉ xảy ra 2 trường hợp thôi, thành nhám và quá độ. Vậy thì nó có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là số Reynolds nhám này nhân delta trên D nó lớn hơn 500, tức là giả thiết đúng. Còn nếu nó lớn hơn 10 nhỏ 500 là giả thiết sai. Trong trường hợp giả thiết đúng thì chúng ta lấy V là bằng V nhám luôn, không phải tính nữa. Trường hợp sai thì tức là dòng chảy ở đây nó sẽ thuộc khu quá độ. Khi thuộc khu quá độ thì tính lambda theo công thức của quá độ. Và ở đây gần đúng thì sử dụng số Reynolds của khu thành nhám giả thiết ở bên trên này, đưa vào công thức của lambda quá độ. Ở đây nên là cái dấu của nó sẽ là dấu gần đúng thôi, xấp xỉ thôi. Và lúc này V sẽ được chính là bằng V quá độ theo công thức ban đầu. Sau khi tính V thì tính quy thôi.
nhá. Đấy là này chúng ta ôn tập đến đây, hôm sau sẽ ôn tập tiếp các cái nội dung còn lại và kiểm tra. Rồi lớp nghỉ ở đây, thứ sáu là tiếp tục như vậy. Vâng ạ. Chào lớp nha. Chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Chào thầy ạ.